chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan con này. Đấy. Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL. Mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn. Tiếng mic đầm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc ở đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dùng tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần, thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho các bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này.
Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450 ml các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên trên là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai với cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy nhựa đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá. Dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi. Nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc rồi nước chè, nước chiếc các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, mình đựng nước uống nó rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây. Như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da, và bên shop có bán kèm cả cái
cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con các bác lên mã giúp em, đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng massage này rất là tiện các bác. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đấy. Rất là mạnh. Đấy. Rất tiện ích luôn nhá. Nó dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy. Hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180 kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 hay 180? 170.000 nhá, 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn, cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nha. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000. Hàng thì nó của thương hiệu Kaiser Villa, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá, đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi, rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì
Dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bạn này. Đấy. Nó có sẵn rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này xem thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh. 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 3 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5 dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Anh em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình, rất là tiện ích luôn. Máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá. Bộ ấm trà đồng như này 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy, bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận đấy nhá. Đó. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy.
Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm, nó là cái bột thông cống nhá, bột thông cống của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C. Thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong 4 luôn. Mà nó là sạc nhanh này. 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá, bằng thép hết có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt, thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm ở đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây.
này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào, các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Bên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này, 30k nhá, 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa chiết Dubai, hàng của made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, made in UK các bác này. Đó, made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá, 120.000 giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây. Hàng made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên thì em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho bọn em như này nhá. 150.000 cho bọn em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một nguyên hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá, lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn, bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá, 230k cho một con bơm 2T như này. Lên cho em là bơm 2T, 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy. Khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào các bác bật lên này. Đấy, thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy, là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này, hoặc là xay các cái đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tác ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này.
thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó con này sử dụng điện 220V, lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn, máy xay cầm tay. Thì các bác này ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá, tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác này. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây cho em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung này. Đó, nó rung như này. Cái này tuần suất rung của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ rung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi, 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia máy đồng hồ nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim, combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó, đây đây là kim của nó này, kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi, máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này, con này thì nó sẽ là 2m, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, các bác theo đó, rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này anh nhỉ? Đây. Cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100m. Tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo các thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng như này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này, đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái chứ, đốt thoải mái chứ. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái chứ, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý, giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu. Một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này.
Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bạn này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 24 đến 28. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, Inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng Inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập đâu nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy, cái massage cổ đồ. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã, đó là cái con
bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ, con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. đây đây, nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này, và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn, chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm, chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá, một quân màu đen, một quân màu đỏ như này. Thì các bác lên cho em là quân cờ gỗ nhá, quân cờ gỗ, cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70k cho một bộ quân cờ gỗ như này, 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này, thì bộ này rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy các bác, đóng xuống bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên cho em là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ như này, 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn cờ nhé. Đấy, bàn cờ thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn. Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi, quân bằng bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1.5 cm đến 2 cm mà nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng, cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy. Là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này, bàn cờ nhựa. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Khi các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy. Combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được. Các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi, 80k. Hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, của thương hiệu Sportwatch các bác này, Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thảm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, đồng hồ thể thao. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá, 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn, giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước. Con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá. 68mm thì các bác dùng cái loại ống 6870 là ok nhá. Ống 6870 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 6870 này dùng là ok lắm rồi, dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm. Đấy, 15 đến 20 cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy. Hút bụi đại, giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá. Máy của nó thì dài khoảng gần 40 cm. Hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấn cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây. Các bác đặt vào đây cho em, nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này sau đó thì các bác đây.
nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bạn này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng ở giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy. Nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2 đến 3 mét nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Cái này thì em cũng không đo. Nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220V, bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem này. Đấy bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. Đó, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này, nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng này, mình lắp vào trực tiếp như này, mình hút bụi này. Hả? Siêu hợp đồng thì các bác này, đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này, đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này, đây cái đầu hút này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây này. Hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối. Và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này. Lắp qua những cái đầu dài này nữa. Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối. Thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm. Thì về nhà các bác cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm. Và nhiều đầu, nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy, thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy, kết nối cái này vào đây. Đây, đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy, sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này. Rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W. Rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây. Rất nhiều các bác, đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450k. 450.000 nó con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W, cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy. Rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy. Máy massage vai gáy đây, rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây. Đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy. Thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây. Đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này. Đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, đúng như cái bàn tay luôn. Đó, các bác thấy chưa? Co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá. Các bác lên tên là massage vai gáy 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Bật lên. Đấy, nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này, các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, khi làm khi đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi, còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá, còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá. Các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng chưa dùng bao giờ cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ cái đai này cho em này. Đấy, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này.
Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin, thì các bác có thể ngồi khi làm việc này đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đấy. Hoàn thiện hơn mà giá lại không đổi, thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này và cho em này giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này, cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay. Đấy, và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhá. 320.000 con này cực khủng luôn. Cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng giá hợp lý các bạn. Đây các bạn này, đấy. Các bạn thấy không? Đây. Cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó. Để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây, hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gáy như này. Quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó. Thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này, đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn. Còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000. Đó. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4. 4 một hộp sẽ... Một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này hoặc là lên thái dương hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô. 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con này đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhé. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy.
Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tắc điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con này đều được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con này đều luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này thì em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện, và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Các bác này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên máy giúp cho em đó là đuôi hai chân giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 55k, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây
thì các bác lắp đặt và sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước, các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này, nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34, các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt, các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Cái mẹo nhỏ có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của là inox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 40.000 một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy. Từ giờ sẽ không phải lắc kim bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác, chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100.000 nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này. Tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn. Đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân. Thì về nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30.000 thôi. 30.000 trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi
80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá, mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10 cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn xò lắm, xịn xò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn xò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này. Hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhé. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhé. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhé. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây cho em. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có ren xoáy, ren xiếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lại này. Hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm. Cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhé. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5-7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá. Hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhé. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhé.
Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này các bác ơi, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp con này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc, về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k, à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4. 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy vào này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có gioăng đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi.